hỏi là làm cái nghề này đến bao giờ thì làm sao mà có thể trả lời được. Tại vì trước khi mình bắt đầu làm nghề này đến bây giờ mình có biết được nó sẽ thành công đâu. Đấy, trên stream lúc nào tôi cũng cười cười là nói thế đấy. Nhưng mà ai biết bên trong như thế nào đâu các bạn. Cuộc sống mà. Nói ra thì bảo kể khổ chứ khô gà tôi bán toàn lỗ thôi. Quanh năm suốt tháng bạn bè đi du lịch, còn tôi thì cứ ngồi lì một chỗ ấy. Tôi đến là vô làm tính ra thì hơi nhàn. Nhìn màn hình stream tới khi đêm tàn. Lần la vài câu chuyện con game cùng nhau liền. Một mình ngồi đó nói cười. Mặt trời vừa tỉnh giấc, lên nhà tường xăm lăn. Đặt mình vào bộ trang gối, cả một mạch đêm tôi có khi suốt bao nhiêu ngày quấn quanh mãi trong nơi này.